lấy mì không? Không, không không anh. Mì không mà nhiều lên. Tô nó cũng nhiều mì hết á. Ra đây. Tôi nha. Tôi đây. Bây giờ tô lòng là 35k nha các bạn. Một tô lòng 35. Mì gà tiền 30, mì vịt tiền là 35 nha các bạn. Tắt quyển luôn đi thôi. Tắt luôn đi. Cái này hồi nãy là cái nồi rất là thơm nữa này. Rất là đã luôn. Thôi đứa tắt kìa. Đang quay hình nói con. Dạ. Hàng sớm, hàng sớm. Hello. Con làm này được lên hình luôn rồi. Má ngon lành luôn. Bị gà. Một bị gà. Má vui lắm bà đó. Ủa chị gái này không gào nha. Ủa đi đâu rồi? Chị gái không đem về á. Lấy quá, mất tiền rồi. Đi lấy xe. Xe để nó đi, chiều lái về cho. Cho nằm gì để đậu đi. Thôi Nam. Nam. Thôi để nó đậu đi, đừng đuổi nó. Mày đem về là không trộm hả? Chị ơi, chị mày có trộm không vậy? Không trộm nha các bạn. Đấy mì đi chị. Hả? Đang thành ba tô mì đó. Thành ba tô mì hả? À, khách hàng cho mọi người thêm ba tô mì về các bạn. Đây ba tô mì. Lúc tao sắp chắc luôn nha. Ờ. Lúc tao đếm nguyên. Cái này cái chuyện xíu là ăn chắc luôn. Nãy giờ góc tư hoài. Góc tư với lại bổ lòng hả? Thì ăn chắc luôn. Góc tư cái bộ lòng. Bộ lòng. Mở 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 không còn miếng nào luôn, đưa hết cho chị rồi đó. Cắt ngào ngào cái gái. Ừ. Mở mở đâu mà mở là gì? Ở dưới cái bụi á. Ờ, cái đường thôi mở mở á. Hồi nãy mà cách không mở hồi nãy đưa cho bà hả? Còn cái chỗ mà không đâu chưa con. Để em cho chị mấy cái. Cho bà hết rồi. Này còn cho em cho chị mấy cái nè. Người ta không ăn. Người ta là ăn béo. Người ta ăn béo quá. Đúng rồi. Tùy theo sở thích của mọi người chị. Đúng rồi. Chứ ăn ngon cứ ăn nữa. Dạ. Ủa chị, cái điện thoại chị số mấy? 09768. Chị á thấy là em đặt số chị luôn nha cho. 0976 7 8 3 2 0 8 2 0 2 4 3 3 2 2 4 3. Nhiều khi em đi ra xa lắm. Nhà em tuốt ở trên Gò Vấp lên. Cái món này là thứ 7. Đi ở Gò Vấp lên hả chị? Hả? Từ Gò Vấp xuống đây ăn luôn. Ừ. Rất là quý. Nói chung là ăn đằng kia không à. Dạ. Là bữa ăn ở đây lần đầu tiên. Ngon. Tôi quay lại. Ừ. Dạ. Cảm ơn chị nhiều nha. Chúng ta ăn đằng kia. Đâu. Dạ. Bữa ăn bên vợ em. À đúng. Bên chị Mười á hả? Quẹo bên gì nè, Trần Quý nè. À dạ. Ăn bên đó ngon rồi. Cũng một giây luôn à. Không có chị em nhưng mà á. Chỗ này đậm đà hơn đằng kia. Dạ. Chứ đằng kia cũng được chứ đâu có dở. Dạ. Nhưng mà cái này đậm đà hơn. Hợp tổ vị mình hơn nha. Dạ. Ăn đây là 4 lần rồi. Dạ. Lần này tại chị ấy là dắt lên luôn rồi. Không sao chị em, không sao. Đằng kia mất mối luôn. Sao em mì, mì nó muốn gạo vậy? Mì. Mì. Bằng, bằng, bằng dưới hỏi ăn. Tiền của em nhiêu vậy? Hai cái gốc tư á. 160. Rồi có ly trà đá. 163 ngàn.
chị đang bắt một xíu anh chị. Không sao, chờ em buôn bán mà chị đừng. Con gà chị ăn là gấp tư 50 à. Em chờ em cũng buôn bán mà. Nguyễn Kim cá ăn của em đó kìa. Nguyễn Kim á. Nguyễn Kim luôn hả? Nguyễn Kim ăn quen luôn, mỗi luôn hả? Mỗi luôn hả? Mấy anh lên Nguyễn Kim ghé luôn. Mỗi của chị luôn á. Chẳng sao nữa thôi nha. Ba ngày trà đáo gì kiếm. Nãy ăn ngồi quay phim nữa, mốt được lên tiếp tóp. Cái 3.000 trả không? Cái này tiếp tóp hay Zalo? Dạ, YouTube hả? Chứng qua đó phải Zalo. YouTube. À YouTube. Dạ. Giờ quay từ chừng nào là có. Dạ, chương trình thì có không? Dạ. Cũng có chuyện gà, chuyện gì đó. Tôi mê đấy. Chứng gà, nuôi mê lắm. Quay cái nồi này, nồi đẹp lắm. Dạ, cái này gối nha, hai của mày. Sao, ăn mì gối nè, ăn mì tươi. Hai cái mì gối. Rồi, hai cái mì gối. Rồi. Của em ăn không? Một xíu mì. Một xíu mì. Xíu hả? Ờ. Con lấy mì không? Không. Không anh. Mì không mà nhiều lên. Tô là cũng nhiều mì hết á. Đây tôi nha. Thì tôi đi. Bây giờ có một. Chỉ có một tô là hai giấc mì trời mì gói thôi rồi được rồi. Cũng mì thôi mì thôi. Mỗi nhiều năm của chị các bạn. Mì không rồi. Lấy đùi với mày. Rồi đùi mì rồi. Đùi bữa nay đùi mì hết á. Bữa nay sao đông quá vậy? Bữa nay 5 tô luôn. Đi lấy 5 cặp chân gà đem về. 5 cặp chân gà đem về. Mì gói nha. Mì cuốn gạo mì gói. Không, cái mì gói. Mì gói thôi hả? Một giấc là hai. Rồi hai giấc hai tô. Hai. Ba. Chân đó là nhiêu cặp chị? Năm. Ba ba là cả chứ. Sáu. Bảy. Bảy cặp á, bảy cặp mà nói chỉ được 35.000 thôi. Bảy cặp 35.000 coi như là bảy cặp lên lấy 30.000 quên. Lấy 30 nha. Ngon bộ rẻ luôn. À của em mấu hồi nãy ông đỏ ở đỏ như là 55 người phải không? Rồi 55 người hai người mới này rồi. Rồi đó. Nước đèn cho mình nước đèn nguyên của chị đó, chị gái đó. Nước đèn biết quá hả? Ừ, cũng đầy luôn. Ở trong nhà có thanh quạt 3 cây á ba. Siêu thị miếng cơm luôn. Mẹ anh là khách mỗi lâu năm hay gì lên? Không, mà khách là khách ra Nguyễn Kim ăn chừng chừng năm mấy 200 mai thôi. Dạ, nhưng mà ngày nào cũng ghé luôn. Không, ngày gái lại không. Dạ. Nhưng mà ăn thường xuyên nha. Mì gói có rồi. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị nhiều nha. Ba tô mì là mì. Rồi dắt lên nè. Hai cái mì gói hay dắt. Không sao. Bên nào cũng ngon nhưng mà bên đây hợp với khẩu vị mình hơn. Cái hồi nãy gốc tôm gà đó tính nhiều. Giá tính 45 hả? Thôi giá cây đi không? Bánh chay cây đi không? Thôi kệ đây, thôi kệ đi. Thôi kệ đi, ổng kệ không? Kệ đi. Mì gốc tươi vậy? 80 em.
thôi. Ta mua á, ta mua tính lúc lần sao kệ đi. Dạ tính là miền tiền. Rồi đủ đã được. Tôi ngồi tôi ngồi. 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 Tôi cháo trắng con múc sẵn hết cho bà luôn, tay trắng trắng mấy cháo, mấy chén là 5 chén đó. 5 chén có rồi. Năm ăn miếng kim vô là 5 tô luôn các bạn. Ngon lắm. Không thiếu tiền luôn. Ờ, 50 thôi. Một tuần rồi.